cứ làm video. Và hôm nay mình đã kiếm được chỗ Venonet cho nên mình phải làm một cái video mà không phải là dạy make up, cũng không phải là nói về cách làm make up, mà là outfit of the day, mà là OOTD, thế là hôm nay mình mặc cái gì. Và yeah, mình hy vọng các bạn sẽ thích cái video này, và nếu như các bạn thích thì nhớ bấm like nha. Và nếu như các bạn muốn theo dõi mình thêm thì nhớ bấm subscribe, nếu như các bạn đã không subscribe. Và bye các bạn nha.